Nhận định Nam Định với Viettel, 18 giờ ngày 19 tháng 7, hy vọng nào cho chủ nhà. Câu lạc bộ Nam Định đang chìm sâu trong khủng hoảng sau 6 trận không thắng ở mùa giải năm nay. Và liệu với điểm tựa Thiên Trường, họ có thể giành 3 điểm trước Viettel? Là một đội bóng thuộc diện con nhà nghèo, bóng đá Nam Định đã liên tục đối mặt với những khó khăn trong những mùa giải gần đây. Và ở V-League 2022, một kịch bản về cuộc đua trụ hạng đã sớm xuất hiện với đội bóng Thành Nam khi họ đang đứng áp chót bảng xếp hạng với cùng 3 điểm như đội xếp cuối, Sài Gòn FC chỉ sau một nửa chặng đường của giai đoạn lượt đi. Dù được đánh giá là một đội bóng có tinh thần, ý chí thi đấu kiên cường, nhưng chất lượng nhân sự lại không phải điểm mạnh của Nam Định. Trong suốt những mùa bóng thắt lưng buộc bụng vừa qua, Nam Định gần như đứng ngoài thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Dàn nội binh của họ đa phần đều là những cầu thủ thuộc diện cây nhà lá vườn do Nam Định này tự đào tạo, trong khi ngoại binh cũng không phải dạng có số má. Chạm trán Viettel ở vòng đấu này, đó sẽ là một thách thức thực sự với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ khi mà họ đang ở dưới cơ hoàn toàn so với đối thủ. Cho tới lúc này, Viettel đang chơi khá tốt khi có được 10 điểm sau 6 trận. Họ chỉ phải nhận 2 thất bại, một trước ứng viên vô địch Hà Nội FC và một trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn vẫn thường thi đấu rất khó chịu trước các ông lớn. Trong hai mùa giải gần đây, Nam Định đều để thua trước Viettel trên sân Thiên Trường. Do đó, giới chuyên môn đều không đặt niềm tin vào cơ hội có điểm của đội bóng Thành Nam ở trận này, khi mà tương quan lực lượng hai đội đang khá chênh lệch. Nhận định Hải Phòng với Bình Định, 18 giờ ngày 19 tháng 7, sau khi bất bại ở 5 vòng đấu đầu tiên, Hải Phòng trở lại mặt đất với 2 thất bại trước những ứng viên vô địch gồm Hà Nội FC và Viettel cùng với tỷ số 1-2. Hai trận thua này đã chỉ ra không ít hạn chế của đội bóng đất cảng ở mùa giải năm nay. Đúng như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từng nhiều lần thừa nhận, đội hình Hải Phòng đang thiếu chiều sâu với sự chênh lệch quá lớn về chất lượng giữa những cầu thủ đá chính và dự bị. Dễ dàng để nhận thấy khi thiếu vắng một số trụ cột như Hải Huy hay Châu Ngọc Quang, đội bóng thành phố Hòa Phượng Đỏ lập tức gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Dù sao thì mục tiêu huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đặt ra với Hải Phòng mùa này chỉ là trụ hạng và cố gắng định hình lối chơi để hướng tới những mùa giải tiếp theo. Bình Định sẽ là đối thủ máu mặt tiếp theo mà Hải Phòng phải đối mặt. So với Hà Nội FC hay Viettel, đội bóng đất võ thậm chí còn sở hữu lực lượng được đánh giá còn mạnh hơn. Với hàng loạt sự bổ sung chất lượng đầu mùa, đội hình của Bình Định khá dày và đồng đều ở tất cả các tuyến. Dù vậy, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn đang loay hoay tìm ra sự nhuần nhuyễn trong lối chơi để có được công thức tối ưu đem về những chiến thắng. Chuyến làm khách tới sân của Hải Phòng tới đây sẽ là bài test chất lượng cho tham vọng của đội bóng đất võ. Một chiến thắng sẽ giúp huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cùng các học trò chứng minh rằng mình đã sẵn sàng gia nhập cuộc đua vô địch. Nhận định bóng đá Đà Nẵng với Sông Lam Nghệ An 17 giờ ngày 19 tháng 7, V-League 2022, Sông Lam Nghệ An lên ngôi đầu bảng nhờ thành tích ấn tượng trên sân nhà. Làm khách trước SHB Đà Nẵng, liệu đội bóng xứ Nghệ có thể ra về với niềm vui trọn vẹn? SHB Đà Nẵng thi đấu thiếu ổn định ở V-League 2022. Sau khi có chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC tại vòng 5 trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng lại chỉ kiếm thêm được một điểm trong hai chuyến làm khách đến sân của Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương. Với chỉ 7 điểm sau 7 vòng, đội bóng Sông Hàn tạm đứng thứ 10 phần 13 đội trên bảng xếp hạng. Tuy đây là kết quả không như mong đợi nhưng nếu nhìn vào tình hình lực lượng của đội bóng này thì thành tích đó xem ra lại hết sức dễ hiểu. Mới vòng gần đây, Đà Nẵng gần như phải chấp tay khi chỉ sử dụng một ngoại binh duy nhất, tiền đạo Cone. Hai ngoại binh còn lại, trung vệ Memovic rất phong độ thê thảm đến mức không thể dùng. Còn tiền đạo Osago Ona gặp chấn thương nặng và nhiều khả năng phải sớm khép lại mùa giải năm nay. Vòng này, Đà Nẵng sẽ tiếp đón đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Hòa Xuân. Đội bóng xứ Nghệ hiện bay cao dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Huy Hoàng. Vòng trước, Sông Lam Nghệ An đã hạ gục đội bóng hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 1-0 để vươn lên chiếm ngôi đầu V-League 2022. Một bất ngờ từ đầu mùa vì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng không được đánh giá cao. Ngoài thứ vũ khí tinh thần vốn đã thành thương hiệu lâu đời, Sông Lam Nghệ An mùa này còn lột xác hoàn toàn về mặt chiến thuật lẫn hiệu quả. Bên cạnh đó, cựu trung vệ thép một thời của bóng đá Việt Nam đã giúp đội bóng quê hương sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất V-League 2022 khi họ mới thủng lưới 3 bàn. Về mặt đối đầu, Sông Lam Nghệ An thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Đà Nẵng sau 5 màn đụng độ vừa qua. Mùa trước, dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đội bóng xứ Nghệ vẫn có chiến thắng ngay tại Hòa Xuân nhờ cú đúp của Phan Văn Đức. Song để tái lập điều đó không đơn giản nhưng khả năng Sông Lam Nghệ An ra về với điểm số trong tay là rất sáng.